Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình báo giá heo con Tết nha. Mình hiện tại có bầy là 8-9 kg, rồi bầy 9 kg, rồi bầy từ 11-14 kg. Thì bây giờ là heo tầm từ 11-13 kg là giá tầm 1,2 triệu nha. Và trung bình là heo tầm 1 kg là 100.000 á. Nhưng mà thường thường người ta bán là giá là 1,2 triệu đến 1,3 triệu là tùy theo ký là giá hợp lý nha. Còn mà cao nữa thì nó hơi mắc, giống như 14-15 kg thì bán 1,4-1,5 triệu thì giá nó cao. Còn mà bây giờ bán giá mà tầm 1,2 triệu, 1,3 triệu là vừa nha. Kiểu như là 1,2 triệu thì tầm 11-13 kg hoặc 11-14 kg, nó có một bầy nó trung bình nó lộn xộn vậy đó. Còn heo mà một ví dụ 1,3 triệu thì heo tầm chừng 13,5 kg, 14 kg thì nó hơi chọi hơn xíu. Còn mà heo tầm chừng 15-16 kg là bán 1,5 triệu, 1,6 triệu học được. Đó là giá hơi cao nha. Giá mà tại bây giờ giá hiện tại bán tầm 1,2 triệu là vừa nha các bạn. Tại vì khu vực mình ở Hồng Dân, Bạc Liêu nha. Đây là khu vực mình là đã hết heo rồi. Không giống như mỗi địa phương nó đều khác nhau hết á. Nên bây giờ heo con bây giờ nó hiếm lại rồi. Bây giờ mình dự đoán là qua Tết tháng Tây á, là tầm từ tháng 4 đến tháng 5 của mình á, là giá heo nó sẽ lên cao lại nha. Chắc nó có thể là lên tầm 70 đến 75 á. Thì giá heo nó không có hút như hồi năm trước nữa. Tại vì bây giờ thịt nó đã nhập khẩu nó đã ổn định rồi. Hồi lúc trước á, là thịt là nó chưa có nhập khẩu, với mà mới bắt đầu nhập khẩu là nó chưa ổn định nên giá heo nó đẩy lên cao nha. Còn bây giờ dịch tả châu Phi nó đã càng quét qua rồi, có một số tỉnh thì bây giờ nó bùng mạnh. Còn của mình thì bây giờ nó đã qua rồi, giống như là lâu lâu rồi có một hai chuồng lai gai thôi. Anh bây giờ mình sẽ bán cái bầy 14 con này là tầm 11-14 kg. Giá là 1,2 triệu nha. Còn bên đây là bầy 9 kg đến 10 kg. Bầy này là mới tách con chừng vài ngày một tuần thôi. Đông quá mình bỏ kêu qua để cho nó chuồng nó trống nha. Sáng mình chưa dội chuồng. Như mấy cái bầy này nè là dao động tầm 17 đến khoảng 30 kg nha. Mấy con bự là khoảng 30 kg. Mình có khoảng 13 con bự giống như gì. Đây hai bầy mình ghép với nhau do mình không có đủ ô mình nuôi nha. Dụ như heo này á thì mình bán dụ như bán nghe chưa nghe hết này á, là dao động tầm 1,6-1,7 triệu là giá hợp lý. Tại vì nếu mà có heo tầm 30 kg nè với cái bầy nhỏ tầm 17 kg á, là bán giá 1,7 triệu hết tổng đàn này là hợp lý nha. 1,7 triệu là nuôi là lời đậm luôn đó. Nếu mà giá heo mà qua Tết nó lên tầm 6 triệu. Rồi các bạn ở khu vực lân cận mình giá heo con bao nhiêu có thể comment xuống dưới để cho mình biết nha, để mình tham khảo thêm nha.